chào các bác nha. Ở những cái công trình mẫu nhà phố ấy, thường thường là sẽ có một đặc điểm mà chính là chiều ngang bao giờ thì cũng nhỏ hơn là chiều sâu rất là nhiều. Và ở một số những cái địa hình khuôn đất thì đôi khi lại còn có những hình dạng nó khá đặc biệt. Đó chính là lý do mà chúng ta tưởng chừng như là thiết kế những mẫu nhà phố đơn giản nhưng mà lại không hề một đơn giản một chút nào nhé. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bác một mẫu công trình như thế. Và công trình này thì được bên tôi thiết kế cho gia đình của nhà anh Nguyễn Văn Hiệu, có địa điểm tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và trước khi đi vào chi tiết về công trình này thì xin mời các bác hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Và Mark Home của chúng tôi thì có cung cấp tất cả các sản phẩm và các gói dịch vụ như thiết kế và thi công chọn gói, tư vấn về phong thủy, sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng. Và với phương châm giá trị tạo nên thương hiệu thì chúng tôi đã xây dựng được khá là nhiều những tổ ấm cho quý vị khách hàng trên toàn quốc. Và hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Và tại kênh này thì này, đầu tiên là quý vị có thể xem qua đôi nét về cái giới thiệu của Mark Home của chúng tôi nhé. Đầu tiên thì khi đây bên trên này chúng tôi có rất là đầy đủ các thông tin, ví dụ như là các cái hệ thống của Mark Home trên toàn quốc này, ở miền Bắc này, miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên, Bình Dương và khu vực miền Tây. Hiện tại thì chúng tôi đang có triển khai xây dựng là một cái khu vực trụ sở ở Thanh Hóa nữa. Và quý vị cũng có thể hoàn toàn là tìm hiểu về Mark Home thông qua các cái link, ví dụ như trang website này, rồi là Facebook này, Messenger này, Zalo và email. Và quý vị cũng có thể liên hệ tới Mark Home của chúng tôi thông qua các số hotline như 0964458888 hoặc 0924099999 hay 0828133333. Và tất cả các số này thì đều có nhân viên của chúng tôi túc trực 24/24, sẵn sàng phục vụ quý khách hàng khi cần. Bởi vì ở tại Mark Home thì có những khách hàng không phải chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở bên nước ngoài nữa, do múi giờ chênh lệch, chính vì thế mà chúng tôi cũng luôn luôn đảm bảo được đội ngũ nhân sự để có thể sẵn sàng phục vụ quý khách. Trên kênh YouTube mà quý vị đang theo dõi ở đây thì chúng tôi có đăng tải rất là nhiều những hoạt động của Mark Home này, rồi là những cái công trình 3D mà chúng tôi thiết kế, và ngoài ra là những cái công trình thực tế này mà chúng tôi đã thiết kế và thi công chọn gói xong rồi. Thì quý vị có thể vào đây để ngắm nhìn và tham khảo những cái mẫu nhà đẹp nha. Và ngoài kênh YouTube thì chúng tôi sẽ còn có thêm rất nhiều các trang web. Như quý vị có thể là truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công chọn gói.com. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã có đăng tải là cũng khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi của Mark Home này. Và phía dưới là những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế. Đấy, cũng như là những cái mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế và thi công chọn gói xong rồi. Và ở mỗi công trình thì chúng tôi đều có đăng tải đầy đủ này, hết tất cả những cái giá trị của cái mẫu công trình để quý vị có thể là tham khảo cũng như là chuẩn bị cái tầm tài chính cho bản thân mình. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi thì cũng còn có cái xưởng sản xuất về nội thất này, trực tiếp sản xuất nội thất cho quý vị khách hàng, nên là quý vị có thể là nhận được một cái mức giá với mức chiết khấu ưu đãi nhất. Và ở phía dưới thì sẽ là những cái phần hệ thống chi nhánh đầy đủ của Mark Home nhé. Ở miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ở miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Miền Nam là tòa nhà Mark Home số 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở tại khu vực Thanh Hóa thì sẽ là 115 quốc lộ 47, thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ở Mark Home Đà Nẵng là 161 Phạm Vấn, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng. Và ở khu vực Tây Nguyên thì sẽ là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Ở tại Bình Dương thì sẽ là 578H trên 8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Tại khu vực Cần Thơ là 1516 Mai Chí Thọ, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ. Và khu vực Cà Mau thì sẽ là quốc lộ 1A, chợ Nhà Phấn, Thạch Phú, Cái Nước, Cà Mau. Và nếu như một quý vị nào ở gần khu vực này ạ thì có thể qua cái hệ thống chi nhánh của chúng tôi để trực tiếp tham quan này, về trụ sở này, cũng như là những cái đồ nội thất này, vật tư vật liệu mà chúng tôi đã xây dựng và trưng bày ở đó, cũng như là được gặp gỡ các kiến trúc sư để có thể tư vấn cụ thể. Ngoài ra thì chúng tôi cũng còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Và tại kênh này thì sẽ có đăng tải đầy đủ tất cả những cái hoạt động của Mark Home. Đây là những cái phần bàn giao nhà mới này, đầu năm của chúng tôi. Và đây là giới thiệu đôi nét về Mark Home, là có chi nhánh rộng khắp cả nước này, hệ sinh thái chọn gói ngành xây dựng.
đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Và tại Mac Home của chúng tôi thì có những đội ngũ chuyên gia và cố vấn từ nước ngoài sẽ làm việc cùng với đại đội ngũ thanh tra để kiểm tra và giám sát công trình cho khách hàng, đảm bảo làm sao để đạt tiêu chuẩn châu Âu nhé. Và bên cạnh đó thì sẽ có thêm những bậc thầy phong thủy. Và chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị mà có thầy phong thủy được làm việc trực tiếp tại công ty. Quý vị đã biết rồi đã, cái kinh phí mà để mời được một thầy phong thủy về trực tiếp làm việc hàng ngày tại công ty thì không phải là một cái kinh phí nhỏ đâu ạ. Mà bên cạnh đó thì mà Mac Home chúng tôi đã rất là đầu tư khi mời khá nhiều các bậc thầy về nữa. Thì khi mà có thầy phong thủy làm việc trực tiếp tại công ty rồi thì thầy phong thủy sẽ bàn bạc này, cũng như là lên kế hoạch này, phương hướng cùng với các kiến trúc sư nữa, làm sao để có thể đảm bảo cho quý vị khách hàng trong quá trình thiết kế sẽ có một cái ngôi nhà hợp với công năng, cũng như là đảm bảo về mặt phong thủy, mang đến nhiều tài lộc cũng như là vượng khí. Và trên trang web này của chúng tôi thì cũng có đăng tải những cái mẫu công trình nhà đẹp, ví dụ như là những mẫu công trình 3D này, đều có giá cả rất là minh bạch nhé, phải được cập nhật hàng ngày. Rồi có những công trình mà chúng tôi, công trình thực tế đấy, chúng tôi đã thiết kế rồi. Rồi là thi công nội thất này, xưởng sản xuất giá tận gốc nha. Đây là những cái đánh giá của khách hàng về Mac Home của chúng tôi, cũng như là một số những cái kinh nghiệm làm nhà. Đấy, quý vị có thể hoàn toàn tham khảo qua. Và ngoài ra Mac Home của chúng tôi sẽ còn có xây dựng thêm một trang web khác, đó chính là vật liệu xây dựng machome.vn. Và ở cái trang web này chúng tôi có đăng tải tất cả những cái sản phẩm mà hiện tại Mac Home của chúng tôi này trực tiếp sản xuất hoặc là phân phối độc quyền, như là cái phần sơn cao cấp Mac Home này, có sơn ngoại thất, nội thất, sơn lót này, về phần bột bả này, có bột bả ngoài trời này và bột bả trong nhà, thiết bị vệ sinh thì rất là nhiều như là bồn cầu, bàn đá, chậu lavabo, bồn tắm, vòi lavabo, si phông, vòi xịt, sen cây. Về thiết bị chiếu sáng thì có đèn trong nhà, đèn ngoài trời. Đấy, rồi rất nhiều các thiết bị điện này, mái ngói này, gạch ốp lát, keo dán gạch, cửa nhựa composite và sàn hộp. Đây, khi mà quý vị tới xuống dưới một chút nhá, đây là tất cả những cái dòng sản phẩm mà Mac Home của chúng tôi, chúng tôi sản xuất là sơn này. Đấy, rồi là keo silicone này. Và những cái dòng sản phẩm này thì đây chúng tôi đều có đăng tải hết tất cả những cái giá thành ở phía bên trên đó, để quý vị có thể là tham khảo qua. Và những cái loại vật liệu của Mac Home này để chúng tôi sản xuất ấy, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm nhé, là khi mà quý vị làm việc thì sẽ được nhận được một cái mức giá ưu đãi trực tiếp từ nhà máy, không thông qua trung gian. Nên là chúng tôi đảm bảo là quý vị sẽ có một cái mức giá chiết khấu và nhận được một cái mức giá thành rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó thì lại chất lượng lại vô cùng đảm bảo nhé. Và có những cái loại, ví dụ như phần ngói này, thì chúng tôi đảm bảo là chúng tôi bảo hành lên đến tận là 20 năm cơ. Rồi là chế độ hậu mãi, rất là nhiều những cái ưu đãi nữa. Thì nếu mà quý vị nào mà đang có nhu cầu chẳng hạn ấy, thì có thể là liên hệ trực tiếp nhé. Đây, chúng tôi cũng có cái số hotline để hỗ trợ này, cũng như là cái số để quý vị có thể mua hàng là 092 184 5555. Và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với quý vị là toàn bộ những cái thông tin về Mac Home. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với công trình chính trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, và quay trở lại với công trình của gia đình nhãn hiệu ngày hôm nay. Đây là một mẫu công trình nhà phố với kết cấu là 3 tầng và 1 tum. Đặc điểm của những ngôi nhà phố thì cái diện tích thì nó cũng không có quá lớn. Chính vì thế mà cái việc là phải trồng tầng lên trên cao thì đây là một cái việc làm vô cùng cần thiết để chúng ta có thể lấy được tối đa cái không gian để sử dụng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau này đi sâu hơn một chút này. Tổng thể công trình này thì sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Phong cách hiện đại là gì ạ? Nó thì là một cái phong cách mà hiện nay thì khá được rất là phổ biến rồi. Và bởi cái sự đơn giản của nó, cái đường nét thì vuông thành sắc cạnh, và đặc biệt là sử dụng những cái đường hình kỷ hà, ví dụ như là hình vuông, hình chữ nhật. Đặc biệt thì không có đắp mà vẽ bất kỳ một họa tiết hay hoa văn phào chỉ gì cả, chỉ là những mảng tường được sơn màu thôi. Và công trình này thì màu sắc cũng được pha trộn nó vô cùng đơn giản. Chủ đạo là gam màu trung tính với lại hai màu sắc, đó chính màu trắng và màu ghi. Màu trắng thì sẽ nằm ở trên các mảng tường này, phần sơn ấy, màu ghi sẽ nằm ở phía một mặt bên công trình, cũng như là phía dưới cái khu vực tầng 1 của chúng ta. Chỉ với hai màu sắc đơn giản nhưng mà ngôi nhà của chúng ta thì cũng trở nên vô cùng nổi bật nhé. Ở công trình này thì toàn bộ phần cửa chính này, rồi là cửa phụ và cửa sổ, tất cả đều được sử dụng bằng chất liệu, đó chính là cửa khung nhôm và kính cường lực. Cái điều này thì nó sẽ góp phần là lấy tối đa ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài vào. Và khi mà thiết kế cửa khung nhôm và kính cường lực ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý đến ba yếu tố,
Yếu tố đầu tiên đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài có rất là nhiều chất liệu và độ dày khác nhau, ví dụ nhôm sinh pha này, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai đó chính là phần kính, bao gồm là kính cường lực, kính hai lớp và kính phản quang. Và cái thứ ba thì đó chính là phần phụ kiện, bao gồm là hệ thống tay nắm cửa, bản lề hay là keo liên kết. Và tùy vào từng tầm tài chính của mỗi gia đình mà chúng ta sẽ lựa chọn những loại nguyên vật liệu khác nhau để đảm bảo được kết cấu. Toàn bộ phần lan can ban công của ngôi nhà này, tất cả đều được sử dụng bằng chất liệu đó chính là sắt hộp sơn tĩnh điện nhé. Cái điều này thì nó sẽ giúp vào đồng nhất với phong cách thiết kế hiện đại của cả ngôi nhà. Và chúng tôi thì cũng có đặt thêm một số những cái khu vực bồn hoa này phía dưới này, rồi những cái chậu cảnh này, khu vực tầng 2 và tầng 3 và tầng tum đấy, để giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên hơn và tăng thêm tính thẩm mỹ. Đây là góc nhìn chính diện của ngôi nhà này. Còn đây là phía mặt bên nhé. Thì ta thấy được rằng ngôi nhà này còn có thêm một đặc điểm nữa này, đó chính là ở cái phần khu vực tầng 2 này và tầng 3 thì chúng tôi không có xây kín cái khu vực này, từ tầng 3 và thay vào đó này thành một cái khổ cửa kính rất là lớn. Cái phần kính này ạ, thì nó sẽ giúp là lấy được cái tối đa ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài vào nhá. Và phần kính này được bo cong nữa. Đối với những cái công trình như thế này thì nếu như mà chúng ta không có thiết kế chẳng hạn thì đôi khi là chúng ta sẽ xây làm sao nó vuông và nó sắc cạnh ở khu vực này. Nhưng mà tuy nhiên ạ, khi mà có thiết kế một cái này thì các bác có thể thấy là nó rất là mềm mại nhá, nhẹ nhàng và uyển chuyển và rất là phù hợp nha. Lại còn lấy được tối đa ánh sáng từ phía bên ngoài vào nữa. Phía mặt bên này thì sẽ sát với khu vực nhà hàng xóm rồi, cho nên là chúng tôi sẽ không có mở cửa sổ hay là cũng không có làm gì phía bên này hết. Thay vào đó là một cái mảng tường kín này thôi. Còn phía mặt bên này thì vẫn còn trống. Chính vì vậy mà chúng tôi có để bố trí thêm những phần cửa sổ nữa, rồi là cửa thông gió để giúp cho ngôi nhà luôn thông thoáng. Mày ở phía trước công trình chúng ta này thì sẽ là cái khoảng vỉa hè rất là rộng nhé, để đậu xe ô tô. Còn đây là góc nhìn từ phía bên trên xuống nhá, thì chúng ta thấy được rằng là căn nhà này sử dụng với cái phần mái bằng. Thực ra thì đối với những cái công trình nhà phố thì cái phần chiều ngang nó hẹp, cho nên là chúng ta sẽ không có nhiều cái khoảng để độ đua của mái. Chính vì vậy mà rất khó để chúng ta có thể làm những ngôi nhà hệ mái Nhật hay mái Thái được. Chính vì vậy mà mái bằng thì sẽ là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Và ta tận dụng ngay cái phía nóc trên phần mái bằng này là một cái nơi để tách nước và thái dương năng này. Còn ở phía dưới đây, tận dụng ngay cái phần phía bên trong nóc này, chỉ có những ngôi nhà mái bằng mới có nha, để tạo thành một cái khu vực sân thượng phía bên trên này, thêm một không gian sinh hoạt cho cả gia đình. Đó là toàn bộ phần ngoại thất phía bên ngoài của công trình nhá. Tiếp theo này thì ta sẽ đến với lại cái phần nội thất cũng như công năng phía bên trong thông qua phần bóc mái, hay còn gọi là phần mặt bằng bóc tách mái đấy ạ. Và khi mà nhìn vào cái không gian này thì đầu tiên này, từ phần cửa chính đấy, bước thẳng vào phía bên trong thì chúng ta sẽ có một khu vực chúng tôi để ra thành cái khu vực để xe nhé, để xe máy đấy ạ. Tiếp theo này, phía bên trong này thì còn có thêm một cái phần hệ cửa nữa để đi thẳng vào. Thì bên trong sẽ là cái không gian phòng khách và phòng bếp kết hợp với nhau. Ở đây thì có một bộ bàn ghế sofa này, bên này là khu vực tủ bếp này, còn đây nó sẽ là khu vực bàn ăn này. Còn cầu thang sẽ đặt ở phía cuối nhà của chúng ta, tận dụng ngay phía dưới cầm cầu thang ở tầng 1 này để cái không gian nó chính nhà vệ sinh chung. Đây những góc nhìn khác ở phía tầng 1 nhé. Đó, căn nhà này rất là nhỏ xinh thôi. Và bước được khu vực tầng 2 của chúng ta này, thì trên tầng 2 này sẽ có bố trí là tới 2 phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ đầu tiên này và nhà vệ sinh khép kín phía bên trong. Phòng ngủ thứ hai thì cũng có nhà vệ sinh khép kín nhá. Tiếp theo thì sẽ là khu vực tầng 3. Đấy, tầng 3 của chúng ta thì sẽ bố trí một phòng ngủ master. Đây là phòng ngủ có thể coi là có một cái diện tích lớn nhất rồi. Đấy, đây cũng sẽ được coi là cái phòng ngủ chính gia chủ đấy ạ. Có giường ngủ này, rồi tủ quần áo này. Phía dưới sàn chúng ta thì sẽ lát sàn gỗ xương cá để tạo cho không gian thêm rộng rãi hơn, và đặc biệt là ấm cúng. Còn đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh riêng biệt cho căn phòng này. Ở cái phía bên ngoài thì sẽ là cái khu vực phòng thờ của chúng ta nhé. Đấy, đây là khu vực tầng 3. Còn đây là khu vực tầng tum của chúng ta. Đấy, phía bên trên chủ yếu là sân thượng và khu vực sân phơi. Còn đây thì sẽ là ảnh thực tế hiện trạng công trình hôm mà chúng tôi có về trực tiếp tới gia đình của nhà khách hàng đấy, để có thể đo đạc khảo sát cũng như là tư vấn kế hoạch thiết kế. Thì chúng tôi cũng có làm bay cái máy flycam lên đấy, để lấy được khuôn viên khu đất phía bên dưới này, cũng như là lưu lại một số những hình ảnh. Đó, và đây
cái công trình cũ của gia đình nhá. Và đây là cái khuôn viên khu đất các kiến trúc sư chúng tôi đã kẻ vẽ ra. Đây, một công trình cũ như thế này rồi. Việc là chúng ta xây dựng một ngôi nhà mới ở đây thì đây là một cái việc làm rất cần thiết. Và đây, mọi người có thể thấy là ở ngay phía bên cạnh này thì sát khu vực nhà hàng xóm rồi đúng không ạ? Cho nên là vừa nãy ở trong cái phối cảnh 3D đấy ạ, thì chúng tôi có xây từng kín luôn. Còn ở phía bên này sẽ là cái khu mặt đường ấy. Đây, phần đường. Thì cho nên là một bên sẽ mở cửa sổ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu về chi tiết về công trình này nhé, thông qua bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình. Công trình của chúng ta thì với chủ đầu tư đó chính là gia đình nhà anh Nguyễn Văn Hiệu, có địa chỉ tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công trình này thì sẽ tọa lạc trên một khuôn khu đất này với lại hai mặt tiền nhá, cho nên có thể tận dụng được những cái không gian. Chúng tôi thì cũng đã xây dựng là kín khuôn viên khu đất rồi để có thể lấy được cái tối đa cái không gian sử dụng cho ngôi nhà. Căn nhà của chúng ta thì sẽ có bố trí đó chính là 3 tầng một tum. Đây sẽ là cái khu vực tầng 1 của chúng ta. Thì với cái chiều ngang của mặt trước là 4,7m, còn chiều sâu công trình thì rơi vào khoảng tầm 10m. Như vậy chúng ta sẽ có diện tích cho 3 tầng một tum phía bên trên nữa. Tổng diện tích là khoảng tầm 188m² sử dụng nhé. Từ phía cuối bước vào này thì sẽ là khu vực gara xe ô tô này. Đấy, bên trong này có thêm một cái phần cửa trượt nữa. Đi vào thì sẽ là phòng khách, phòng bếp kết hợp. Lại cầu thang thì ở phía dưới công trình và tận dụng ngay phía dưới gầm cầu thang thành một khu vực nhà vệ sinh. Tiếp theo tầng 2 thì có với 2 phòng ngủ này. Đấy, cũng có 2 nhà vệ sinh riêng biệt phía bên trong. Còn tầng 3 thì sẽ có 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 nhà vệ sinh riêng biệt. Còn khu vực tầng tum tất nhiên rồi sẽ là khu vực sân phơi cũng như là khu vực sân thượng thì chúng ta có thể sinh hoạt. Đấy, căn nhà này thì chúng ta sẽ chủ yếu là cái công năng bên trong là nhiều đấy, làm sao để thuận tiện nhất với gia chủ là được. Còn đây sẽ là cái phần chiều cao của công trình. Thì đây, thông qua cái phần mặt đứng, tổng chiều cao công trình này là 14m đấy. Riêng chiều cao của phần bậc tăng cấp đi lên là 400mm này. Đấy, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6, tầng 3 là 3,3. Còn khu vực tầng tum là 3m. Để thấy được rõ nhé cái phần đứng của công trình này. Tiếp theo là phần mặt cắt. Mặt cắt này sẽ cho chúng ta thấy được rằng là toàn bộ cái không gian bên trong của một ngôi nhà mà nó cắt qua, bao gồm là chiều cao của phần cửa chính này, cửa phụ, cửa sổ, độ dày của tường, dầm sàn, rồi khu vực nào chúng ta cần phải đổ bê tông, hay khu vực nào nên hạ cốt, khu vực nào nên nâng cốt để đảm bảo có một công trình vững chắc bền bỉ với thời gian. Tiếp theo là những cái chi tiết có trong bộ hồ sơ như là chi tiết khu vực nhà vệ sinh của chúng ta. Ngoài ra chi tiết về cầu thang. Cầu thang thì đặt ở cái vị trí khá đặc biệt nên là các kiến trúc sư thì cũng thiết kế để dựa theo cái khuôn viên khu đất của gia đình làm sao cho rất là phù hợp. Ở đây là mặt bằng đất sàn này, cho thấy rằng là trong ngôi nhà của chúng ta này có những mỗi một cái khu vực thì sẽ sử dụng những loại gạch khác nhau đấy, như là cái khu vực phía ngoài phòng khách này, phòng ăn là một loại vần gạch này, rồi gạch vân đá này đấy. Riêng là cái khu vực của chúng ta cầu thang thì sẽ là ốp đá granite này. Đây sẽ là mặt bằng trần đèn này. Tiếp theo là trong căn nhà của chúng ta thì sẽ có bố trí cửa. Cái cửa bên ngoài ấy, thì sẽ được sử dụng bằng cửa khung thép sơn tĩnh điện với kích thước là 2m7 2m7. Còn với cái cửa bên trong, cái cửa trượt để đi vào khu vực phòng khách, phòng bếp ấy, thì sẽ là cửa nhôm hệ kính dày 8.38, kích thước là 2m7 cũng như nhân 2m7. Còn lại toàn bộ phần cửa phụ, cửa sổ, cửa đi sử dụng một chất liệu chính là cửa khung nhôm và kính cường lực thông thường. Ngoài ra thì sẽ có thêm một cái vách kính đấy. Ở cái khu vực tầng 2 và tầng 3 của công trình, vách kính rất là lớn, cong cong nhá. Đó là toàn bộ cái phần hồ sơ kỹ thuật. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hồ sơ kết cấu. Ở phần hồ sơ kết cấu này thì chúng ta cần phải lưu ý này. Đầu tiên là về phần móng. Móng ở đây sử dụng là móng bè bê tông cốt thép. Còn phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối. Và trong bộ hồ sơ của chúng ta thì có yêu cầu này, những yêu cầu trong quá trình thi công này. Rồi là các chi tiết về cốt thép này, chỉ dẫn chung nối cốt thép dầm sàn, mặt bằng móng, mặt bằng thép bản móng này, mặt bằng định vị của cột, mặt bằng sàn nền tầng 1, đấy, mặt bằng thép sàn nền tầng 1 này. Đấy. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay là dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Và cuối cùng thì sẽ là phần hồ sơ điện nước của công trình này ạ. Ở công trình này thì chúng ta sẽ cũng có rất là đầy đủ này. Và cái phần điện nước, ví dụ như là mặt bằng chiếu sáng thông gió này, mặt bằng bố trí ở cắm internet này, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh này,
Đó, sơ đồ nguyên lý cấp điện này, rồi là chúng ta sẽ có thêm mặt bằng chấm xét tiếp điện này, rồi bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Về phần nước thì sẽ có mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước này, rồi là sơ đồ nguyên lý cấp và thoát nước này, đấy, cũng như là bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Và có thể nói được rằng là cái bộ hồ sơ điện nước này là một trong những phần rất là quan trọng, không thể thiếu trong bộ hồ sơ thiết kế nhà, bởi vì là nó sẽ quyết định yếu tố là sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình có thuận tiện hay không. Vậy là vừa rồi thì em giới thiệu với các bác toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Hiệu có địa chỉ khu vực Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vậy thì nếu mà các bác nào đang sở hữu một cái khuôn viên đất, nhà phố mà nó nhỏ, rồi là cái khuôn viên nó không có được, mảnh đất không được vuông vắn cho lắm, thì cũng có thể liên hệ ngay tới các số hotline của Mắc Hùng chúng tôi để được các bạn kỹ thuật này, cũng như là các bạn tư vấn viên để có thể tư vấn nhé, làm sao được cụ thể nhất để cho các bác có một cái công trình thật đẹp, thật ưng ý. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.